Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với Here Channel. Thì đã bao giờ bạn tự hỏi rằng con đỉa nó sinh sản như thế nào chưa? Khi mà mình tìm hiểu sâu về loài đỉa thì mình cảm thấy yêu quý loài động vật này hơn các bạn ạ. Thật lòng mà nói thì cái khoảng thời gian mà lần đầu tiên mình nhìn con đỉa mình cực kỳ sợ hãi. Mình là một người khá là gan lì, nhưng mà lần đầu tiên mình chạm trán con đỉa thì mình khá là sợ. Các bạn cũng vậy thôi, cũng giống như nhện hay là rắn rết các thứ. Thì nếu mà các bạn đủ hiểu về nó ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy nó lại đáng yêu, đáng thương chứ không phải đáng sợ. Vì sao các bạn cảm thấy đáng sợ? Tại vì các bạn chưa có đủ hiểu về nó. Và trong cái series về đỉa mình chuẩn bị làm thì mình sẽ thông hết tất cả các kiến thức cho các bạn về một loài sinh vật rất là hữu ích về những con đỉa. Và ở trong video hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá cái quá trình mà loài đỉa nó sinh sản rất là thú vị. Và chúng ta cùng đến video ngay bây giờ. Đỉa thì nó có rất là nhiều loài, loài sống ở trên cạn, sống ở dưới nước. Tuy nhiên nó có một đặc điểm chung là nó thuộc loài giống kiểu loài giun thân đốt đấy các bạn. Cho nên là nó là một cá thể lưỡng tính. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong cơ thể con đỉa thì nó có cả bộ phận sinh dục cái và bộ phận sinh dục đực. Nhưng mà nó sẽ không tự sinh sản đấy các bạn. Nó sẽ đi tìm một cá thể và sau đó nó sẽ quyết định rằng con nào là con đực và con nào là con cái. Các bạn có tò mò rằng cái sự giao phối của hai con đỉa nó như nào chưa? Thì trong cái video này là cái quá trình mà hai con đỉa nó giao phối với nhau. Đó, cái dài dài đó chính là cái dream của con đỉa đực các bạn ạ. Khác với một số loài lưỡng tính là chúng có thể tự sinh sản, có nghĩa là tự chúng giao phối với chính bản thân chúng và đẻ ra con, thì con đỉa này phải tìm một cặp và giao phối. Cái thời gian mà những con đỉa này giao phối là thường vào cuối mùa hè, khi mà thời tiết thuận lợi cho quá trình động dục của những con đỉa cũng như là quá trình sinh sản về sau. Đối với các bạn biết, đỉa thì nó sẽ sinh con hay là sinh trứng? 5 giây, comment cái ý nghĩ các bạn vào xuống cái phần bình luận. 5, 4, 2, một. Thì câu trả lời là đỉa nó sẽ sinh những quả trứng nha các bạn. Sau một khoảng thời gian mang bầu thì chúng sẽ đẻ ra những quả trứng. Thì đa phần những con đỉa sẽ chia làm hai trường phái khác hoàn toàn nhau. Một là chúng sẽ lột da của chúng và tạo ra một cái kén, nó giống như kiểu cái kén của một con nhộng, và đẻ trứng vào đó. Sau đó thì chúng sẽ giấu ở dưới một lớp đất hoặc là ở trong những cái tảng rêu, tảng đá. Trường phái thứ hai là chúng sẽ trực tiếp mang trứng trên cơ thể của mình và thực hiện ấp và chăm sóc con. Đến khi nào mà đàn con của chúng có thể tự sinh tồn ở trong thế giới tự nhiên thì chúng sẽ tự rời bỏ cơ thể mẹ và đi tìm thức ăn của riêng bản thân mình. Mình chắc chắn một điều là sau khi các bạn xem những thức phim mà mình vừa cung cấp thì các bạn sẽ sởn da gà hoặc nổi da ốc lên luôn. Và bản thân mình cũng vậy. Và ở video tiếp theo thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ở trong thiên nhiên thì có loài nào nó là thiên địch của những con đỉa này hay không. Nếu bạn nào đã biết được những loài thiên địch đó thì có thể comment để cho mình có nhiều tư liệu cho video sau. Và nếu thích video này thì hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo trên kênh HIE Channel nha. Bye.